điện tử Hanh Nguyễn thì được nào các bác, các anh, các chị và các em nhá. Điện tử Hanh Nguyễn này sẽ giới thiệu với các bác một hệ thống bom thanh khủng của những loại dàn âm thanh khủng. Hanh Nguyễn này sẽ test cho bác Đặng Đình Văn, khu 8 thị trấn Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Bác ấy có cái phòng có diện tích là 45m, cao 2m7. Đây là toàn bộ phòng của bác, để mà tính toán. Báo cáo các bác, đây là một hệ thống bom thanh luôn luôn làm rung động lòng người mỗi khi chúng ta cấp cho nó những bản nhạc, những lời ca, ý nhạc và được phát lên làm rung động trái tim của những người đam mê âm thanh và những người có những tâm trạng và những niềm vui, nỗi buồn khác nhau. Thì cửa hàng Hanh Nguyễn này sẽ giới thiệu các bác một hệ thống âm thanh khủng của khủng. Thứ nhất là một mixer UE9 huyền thoại làm dao động, làm lung lay và làm cho người yêu âm thanh, yêu ca hát phải lấc lên nghẹn ngào khi được sở hữu chiếc mic UE92 La Mã. Và một thiết bị thứ hai đó là một chiếc vang Klam, sở mic Klam huyền thoại đã đưa những lời ca, giọng ca, những ý nhạc đến bạn bè thông qua những ca khúc mà các bác được cất lên. Và thiết bị thứ ba đó là một chiếc lọc xì Equalizer bình 8 231 và trải như sợi âm thanh cho mượt mà, sống động, ngọt ngào, da diết và sâu đậm hơn. Và một chiếc máy lưng tiếng Idol iView 100 chuyên làm nhiệm vụ gọt rũa, gọt rũa, gom và làm sáng âm thanh lên. Và có rất nhiều bác đã khi dùng sản phẩm Idol iView nhà em mà đã lức lở khen ngợi, không nghĩ nó hay như vậy. Và một cô gầy có bề ngoài rất trang nhã, cao giáo, xinh xắn và đẹp trai, đó là H800. Và cụ đẩy này là 36 xòa. Mình quyết định ghép một dàn hát trong nhà 36 xòa để đạt được những chất âm hay nhất, sức mạnh của trống, độ mạnh của trống, độ mềm của trống, độ chắc của nhạc, độ cao của chép và độ mượt mà của đầu trung. Chính là cụ đẩy H800 sẽ đưa các bác, các anh, các chị và các em vào một thế giới âm thanh, vào một thế giới thơ mộng, tình tứ, yêu đương. Đây là một bộ bom âm thanh luôn luôn phát ra những tín hiệu âm tần ngọt ngào, da diết, sâu sắc. Và hôm nay em sẽ ghép một đôi loa G9 huyền thoại và một đôi loa 3G Hi-Lo bass 30 luôn luôn cho sức mạnh của tiếng bass, cho giọng trung trong sáng, ngọt ngào, trong chép sóc sách tan biến nhẹ rơi. Và em ghép một loa G9, hai đôi loa này đều có những loa chung cho nên cho lời ca rất ngọt ngào, sâu sắc, sáng bóng. Đấy, tái tạo lại toàn bộ các âm sắc và ca sắc mà được các tác giả nghệ sĩ đã đưa vào trong bản nhạc, tái hiện lại những hoạt động cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm con người. Em ghép báo các bác là em đã ghép cặp đôi loa này 3G với đôi loa DLV cho tiếng rất tù, cho nên em quyết định ghép cái đôi này, cho nên ghép đôi G9 này cho tiếng rất là hay, sâu, động, sáng và trong. Đấy, các bác nhé, đây là toàn bộ hệ thống bom thanh cực chất, cực lỗ các bạn này, toàn bộ hát như này. Một chiếc UG9 2 La Mã huyền thoại 2.8, một chiếc lọc đình 8 2.6, một chiếc vang Klam huyền thoại 2.9, một chiếc idol lưng tiếng nổi tiếng của công ty Idol Việt Nam 2.150.000. Và báo cáo bác là bây giờ hiện tại Idol iView em đã hết hàng và công ty Idol đang chuẩn bị chuyển sang công nghệ mới, cho nên là có thể chấp hàng 1 tháng thôi nhá. Idol iView này cũng đẩy H800 có sức mạnh, độ mềm dẻo 5.8, loa 3G 30
là một trong lĩnh vực là trong những cái ngành sản xuất âm thanh hàng đầu Trung Quốc. Huyền thoại mà chiếc loa giờ chín ngọt ngào, sâu sắc, sáng trong khi đổ một đường nhạc vào. Tổng giá trị của bộ hát này là 25.450.000. Em tặng các bác, tặng các bác toàn bộ hệ thống cáp lông khủng và loa dây loa, và báo cáo các bác hệ thống dây, nếu tính nhà tiền toàn bộ hệ thống dây này là hết 1 triệu nhé, 1 triệu. Em khuyến mại các bác khi sử dụng sản phẩm. Các bác chỉ cần bỏ ra một số tiền là 25.450.000, các bác đã xử lý được một bộ âm thanh cực khủng và có sức mạnh, độ mềm dẻo, sâu đậm khi được các bác được trực tiếp nghe và thưởng thức một dàn âm thanh. Mặc dù khủng, rất khủng, nhưng với giá tiền là rất bình dân, thấy nhá. Toàn bộ em sẽ mở to các bác thử sớm nhá. Những chiếc sản xuất lách tách, sáng và giòn tan, trong chung thì ngọt ngào ra diết, và giống như ập bùng sâu đậm, mềm dẻo. Ba âm thanh này có vẻ tách bạch như các bác nghe vào, khi nghe có vẻ tách bạch khi mà hòa quyện vào nhau thành một bản tình ca rất hay, làm mê hoặc lòng người. Phục vụ cho việc nghe nhạc và hát karaoke. Báo cáo bác để nghe nhạc trực tiếp luôn, cực hay. Các bác cái đầu này phun được nghe nhé. Cực hay không nhé, du dương, nhẹ nhàng, có sức mạnh, có giờ đèn dẻo, thể hiện sự khát vọng. Cả có tai không nhá, tai hết này. Bây giờ là phần thứ hai, em sẽ mời một ca sĩ rất quen thuộc của em, đồng thời người bạn, đó là ca sĩ Thành Trung Nguyễn, sẽ test thử một dàn hát khủng của khủng đấy nhá. Bây giờ em sẽ xin mời một ca sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội, đó là Thành Trung Nguyễn. Xin chào. Mấy ca khúc gì nhỉ? Xin làm người xa lạ. Ừ. Em mà mời các bác, các anh chị, các em cùng nghe nhá. Thank you.
quá tuyệt vời mà. Quá hay luôn. Quá cảm xúc. Còn gì nữa em, thôi đừng đến vắng tay thêm. Còn gì nữa hình chống cái bao bùng mới ra nghe rất tuyệt vời luôn. Giọng chung thì cao sáng chất thì chỉ cần bỏ ra 25.450.000 các bác đã sở hữu một dàn âm thanh khủng, luôn luôn mang niềm vui, sự yên vui đến cho mọi người với một số tiền rất là bình dân. Đấy, để các bác tăng thêm bạn bè bằng cách mời các bạn bè đến gia đình hát, giao lưu với nhau. Em xin chào các bác nhé.